Hello anh em, chào mừng tất cả anh em trở lại với channel của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau khám phá cái con game RigV2 là anh em nhá. Đấy, con game rất là hay. Tôi đang map 4 rồi. Cái map mà hôm qua đang chưa dở cho anh em. Tôi sẽ săn quái và nhặt một chút đồ, chút tiền để nhân vật mình khỏe hơn, để sang map khác giết quái nó ok hơn anh em nhá. Đấy, vàng này, vàng rất là quan trọng nhá. Quái là anh em giết thì để nói chung là cứ giết đi, giết để tăng cái XP để lên level cho khỏe hơn và mở một số cái mà chúng ta chưa thể mở được ấy. Anh em xem video mà thấy hay thì bỏ chút thời gian để đăng ký kênh cho tôi nhá. Like và chia sẻ là giúp channel tôi có thể là phát triển hơn chút nữa anh em ạ. Những quái vật trông rất là đẹp nhá. Thực sự anh em thì tôi nhìn có vật nó đẹp tôi không lỡ giết chút nào luôn anh em ạ. Nhìn trông rất là đẹp luôn. Rồi, xem nào. Ok, cũng gần hết rồi. Thì có lẽ tôi sang cái map mới cho anh em xem thôi. Nếu gọi là map thì cũng thực sự là sai em nhỉ. Chính xác gọi là màn mới chuẩn hơn. Nếu mà kết thúc 30 màn thì qua một cái map mới, đấy gọi là chuẩn. Tôi nói chung là mình nhiều cái cũng nói nó sai sai. Dương giả, con này chắc là boss rồi. Tôi trang bị vào thiến luôn em ạ, thiến luôn. Để xem có đồ gì ngon không. Thiến luôn em ạ. Phải giết boss này mới có đồ ngon được. Chứ ở đâu là giết mấy con boss nhỏ rồi nhặt vài dương kia nó hên xui ra đồ nỏm lắm. Ôi giời ơi. Ôi giời, tưởng ngon lắm mà ra cũng đồ nỏm luôn em ạ. Nói chung game này nó phụ thuộc hên xui rất là cao. Ô kiếm đẻo kìa. Anh em cố gắng nhặt thật nhiều vàng nhá. Giết thật nhiều quái để tăng XP. May quá. Cái đấy như là tầm khoảng 3-4 giây gì đó. Vừa nhặt được vừa kiếm được một thanh kiếm cũng tương đối là đẹp anh em ạ. Tương đối là đẹp nhưng mà tôi thấy nó cũng không được khỏe cho lắm. Đấy, tôi sẽ cố gắng kiếm được thanh kiếm nó ok và khỏe hơn nữa. Để làm video cho anh em nó được hay hơn và đẹp hơn ấy. Đấy tôi... Đấy, nhìn quái trông rất là đẹp luôn. Xanh, đỏ, tím, vàng các kiểu. Ôi rồi vương. Dương giả. Chuẩn luôn, dương giả luôn. Anh em thấy tôi đoán chuẩn không? Anh em cứ đến gần nó nha. Nếu có những con boss dương này nó rất là khỏe luôn. Cho nên anh em lên cẩn thận trước khi mà muốn muốn động mà dương đấy nhá. Đến gần nó này, nếu mà dương giả đến gần nó là nó sẽ tự mở thôi. Ở đây là tôi nói cho anh em mà mới chơi và chưa biết nhá. Chứ anh em làm chưa lâu rồi anh em đừng có ném đá tôi bảo là thằng này dạy đòi anh em này lọ. Đấy là không có đâu nhá. Ô toàn đồ đẻo rồi. Sắp sửa qua level 5, level 15 rồi. Rồi tăng chút máu đã. Ồ giết luôn đi. À vướng cái bình, khổ quên mất. Ôi vẫn rất là nhiều vàng kìa. Ra nhặt vàng thôi anh em ạ. Sẽ đi nhặt vàng nhá. Đi làm giàu. Cúm sổ mũi, hắt hơi sổ mũi rồi là ho các kiểu luôn. Giọng cứ khàn khàn, bình luận anh em nó không được hay. Anh em đừng gạch đá nhiều quá nhá. Có gì anh em cứ comment bảo tôi sẽ rút đi rút kinh nghiệm và làm video hay hơn cho anh em xem. Thông đạo luôn đi em ạ. Đôi khi chúng ta thông đạo luôn để đi cho nhanh chứ vòng vèo quá không tốt. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng quên là không biết là mình có cái búa để ấy. Để phá đá mình cứ đi vòng vèo rất là mất thời gian luôn. Rồi để xuống đây xem còn gì ngon ngon không nhá.
À được tấm bản đồ đúng không? Có lẽ qua qua cái màn mới đấy em nhá, qua màn mới thôi. Bây giờ 34F rồi, sẽ đến 340F thì sẽ có quái rất là khỏe. Thì trước khi đến đấy chúng ta sẽ cố gắng kiếm một số đồ ngon rồi là tăng thêm chỉ số rồi là kiếm thêm nhiều bình máu, bình mana. Ôi chết rồi. Mất số máu rất là đáng kể luôn. Nhiều khi chơi nó rất là ngu người em ạ. Nhiều khi chơi mình rất là ngu người. Chết chưa ạ? Gốc cây rất to. Khủng long này. Sau này vào những cái map to hơn chắc khả năng là nhìn trông quái nó còn đẹp hơn rất là nhiều anh em ạ. Rồi, để xem có cái. Rồi để sang đây tăng thêm một số chỉ số đây anh em nhá. Ơ quên. Từ vứt đồ vào đã. À, này thì tăng gì nhỉ? Ok, tôi sẽ vứt cái kiếm vào nhá. Tôi sẽ tăng chỉ số của cái kiếm mình cho nó khỏe hơn. À quên đã, nhìn xem mấy cái này nó là chỉ số gì. À đều ATK thôi. Ok, hợp lý em ạ, hợp lý đấy. Đều tăng đam. Ôi chết rồi, không không đủ rồi, không đủ điểm rồi. Ủa chán quá em ạ, chán quá. Rồi ok, chúng ta đi tiếp nhá. Con quái rồi, có lẽ tôi ra giết quái trước để. Đây rồi. Mẹ mày. Bình mana to này đây. Con này 1.400 thì cũng khá yếu thôi, không 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 khỏe lắm. Chết chưa ạ? Chết chưa ạ? Ủa dài thế nhở? Nào. À được ngọc à? Tại nó vũ khí nào ngon nó ra được ngọc. À dương giả rồi. Ăn mala nhá, ăn chút mala đã để nó. Chứ nó khỏe. Cố gắng vượt nhanh những cái map này để qua map mới review cho anh em nữa. À đây cửa 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 đây rồi. Hết vàng rồi. À. Không đủ điểm tăng chỉ số, thế bực mình chứ đi. Hôm nay trời mưa rất là lạnh. Ở nhà làm game cho anh em đến đêm đã phải làm rồi. Đêm đi làm rồi mưa này rất là không muốn tí nào luôn. Đã tìm được cửa ra này. Nhặt đồ hên xui khó khăn, nhặt được đồ ngon khó khăn quá anh em ạ. Nhặt toàn đồ lởm thôi. Không nhặt không được cái đồ cam hay cái đồ đỏ nào cả. Ôi là cái đau đẻ ơi. Em nhớ để cái hồng hồng kia nhá. Dẫm vào là mẹ đi nhìn mất phương hướng luôn đấy. Dẫm cái đấy rất ức chế luôn. Ôi giời, lại đồ xanh như này làm ăn gì? Ủa, bực mình quá anh em ạ. Ok, bên kia có dương ngon rồi. Sẽ chạy qua bên đấy ngay nhá. Chúng ta mà khi vào những cái map này, để ý ở trên này này. Đấy, có con boss màu đỏ nhá. Thì anh em tốt nhất là lên giết nó ngay đi.
đừng để sau khi chúng ta mà giết quái nhiều lúc đấy nó kiểu là hết máu ấy, chúng ta lúc đấy giết quái rất là khó khăn bởi vì mất chúng ta không không còn số mana nhiều như ban đầu nữa, mana rồi là số máu nhiều như ban đầu nữa, săn rất là dễ chết thôi. Ôi giời ơi, đường vào tím em, ôi băng giá, ôi giời ơi này, đi này ấn nút này di chuyển rất là khó chịu em ạ. À, khủng long người đá. Game này tôi thấy cái tự tựa game nó cũng gần như là game quyết tâm mơ, nhưng mà nó không kiểu là săn lấy quái như quyết tâm mơ, mà game này là một game quyết tâm mơ thì cũng là một game thám hiểm các kiểu, nhưng mà game này thì tôi thấy nó hay hơn quyết tâm mơ. Xem nào. Ok, ra lấy cái dương kia nhá. Mana chút đã nào. Ôi dương giả em ạ. Vậy dương giả nó lừa mình rồi. Lừa tao này. Lừa tao này. Mẹ nó dẫn mình ra đi một quãng đường rất là dài, ra chả được cái gì cả. Thôi qua màn mới thôi. Ba năm F hay 36 F rồi nhỉ? Ba bảy F anh em ạ, sắp sửa đến 40 F rồi. Ôi. Đau quá anh em ạ, đau quá. Đây gần boss đây rồi. Lấy chút máu đã. Con này nghìn tơ thì cũng tương đối là yếu thôi. Đối với mình bây giờ 1034, đối với nó 1004 thì mình cũng giết nó rất là dễ dàng thôi. Ok, được đôi giày đỏ. À, đôi giày vàng. Không phụ lòng mong ngóng từ nãy giờ em ạ. À đây, xăm giày này 2001 ATK 11. Ok, có lẽ tôi vẫn tăng vào nhá, để tăng thêm chỉ số ấy. Rồi, đi sang nhặt vàng đã. Nhặt vàng đã. Không thể bỏ vàng được. Mày này, con này quái cây phát sáng lại đồ cam à, không kiếm được cái thanh kiếm nào anh em nhỉ, nhặt được thanh kiếm nào nhìn trông nó đẹp đẹp mắt thì sẽ cảm thấy thú vị hơn. Đồ lỏm à, lại gặp đồ lởm. À để xem đã, cái lấy cộng 2. Cầu thang cuối rồi, nhìn rồi anh em ạ, mờ mờ xuống cuối nhá. Không biết cái này là cái gì đây. Hồi mana, ok mana cũng được. Thích nhất là hồi mana, hồi máu. Khó khăn đây. Đành phải giết vậy. Đành phải sát sinh anh em ạ. Tôi không muốn giết này chút nào luôn. Nhìn nó rất là đẹp, mình giết đi cảm giác nó rất là không thích chút nào. Tôi ghét cái cảm giác mà sát sinh lắm anh em ạ. Anh em không biết cảm giác ở đấy của tôi nó khó chịu như nào đâu. Ơ chết rồi, chạy nhanh quá rồi. Con này kiểu con full tia laser.
Ôi dồi ôi, bây giờ đi di chuyển là nhìn vào cái nút rất là khó chịu luôn, rất là bực mình. Quạ này nhìn quạ này cũng khá là đẹp, hai mắt rất là to, đang chút máu ra anh em ạ. Mãi chưa hết cái nút di chuyển này nhờ. Ôi giời, kiếm đẻo kiếm làm rồi. Tại sao mình lại đen đủi như vậy nhỉ? Kiếm toàn đồ đẻo thôi anh em ạ. Ok, may quá thoát khỏi lút đấy. Màn mới nha anh em nhá. 38 rồi, xăm 2 màn nữa là đến con boss cuối của cái khu này. Ôi dương giả à. À cái quả cà chua này để làm gì anh em nhở? À, quả cà chua này tôi không rõ để làm gì, tôi mới nhận được thôi. Thì anh em nào biết thì comment bảo tôi và một số anh em mà chưa chơi nhá, có thể biết thêm về cái quả cà chua đấy, chức năng của cái quả cà chua đấy là gì nhá. Anh em cùng giao lưu và học hỏi nhau cái kinh nghiệm chơi game, để chơi game nó dễ dàng và thuần thục hơn. Cái này xem nào. Vứt mẹ mày cái này đi. Vứt hết mấy cái lăng nhăng đi anh em ạ. Để vài cái tạm tạm kia ở lại, lát nữa lên đồ cam để mang về nhà thôi. Theo lúc có thể có lẽ là phải mở thêm một vài ô để cho đựng được nhiều đồ. Mana này. Đầu đấy. Lấy cái này anh nhá. À thôi. Ui giời, mày chắn tao chắn làm sao được. À, anh em nhiều đôi khi phá lại ra được rất là nhiều cái ngon luôn. Mình phá nói chung phụ thuộc nhiều cái hên xui, phá ra được rất là nhiều cái quý luôn. Máu đã. Vàng đã. Quái đã. Rồi để xem cái dương ở trong nó là dương gì nhá. Kiếm chém trông rất là ngọt anh em ạ. Nghe tiếng rất là ngọt. À. Định sang bên kia nhưng mà sao nào. Ok, sang màn mới luôn anh em nhá. Quá nhiều quá giết không hết được. Rất là nhiều. Tôi sẽ đi thật nhanh để làm cho anh em video cho anh em nó được hay hơn. Chứ giết quá nhiều quá thì sẽ rất là lâu. Lộn rồi, lộn đường rồi. Từ nãy giờ kiếm đồ chả được đồ gì ngon luôn. Thề chứ rất bực mình luôn. Lại quái à, quái gì đây? Quái quạ à? Quái quạ anh em ạ, quái quạ. Rồi để giết quái quạ xem nào nhá, có được đồ gì hên xui ngon ngon không nhá. Này thì quái quạ này. Chết luôn này.
Ôi giời, mẹ đồ đảo, đồ làm lắm anh em ạ. Ôi giời, tưởng đồ gì ngon làm lắm. Ôi giời ơi, chơi này thì chơi gì đây? Toàn đồ làm thôi. Có lẽ sang cái màn 40 luôn để cho anh em xem luôn. Đây có một dương ngon kìa. Từ nhặt thêm vài cái vớ vẩn nữa. Đào đá. Cái map này nhìn chung rất là rộng anh em ạ. Ok, đã có vàng rồi. Và tôi chỉ thích mỗi vàng thôi. Và tôi chỉ thích mỗi vàng mỗi đồ thôi. Đâu như cái khác tôi không cần. À, dùng mây dùng cái này cho chạy vô nhanh nhá. Tít không anh em? Tít, rất là tít, là rất tít luôn. Ôi chạy rất là sướng. Ok, ra nhà rồi, ra đến ô rồi. Quà nhá. Anh em Tuấn chuẩn bị tinh thần giết boss nhá. Không biết là boss gì đây. Cứ 10 màn là có một con boss ở cuối nhá. Tôi sẽ ra đấy ngay. Ô kìa. Ôi rồi, boss là khỏe lắm anh em ạ. Tăng mana đã. Ôi rồi, ôi xem nào nào. Từ anh em nhá. Cái gì đây, cái gì tiếp theo đây? Xuống đây này. À đâu? Xuống đây này. Xuống đây này. Rồi ok, giết luôn nhá. Mày này. Nào. Chết chưa? Ok, chết rồi anh em ạ, hên xui được một cái đồ ngon. À, tăng cái gì đây? Mũ này. Kiếm này. Ok, cho mũ vào nhá. Để nói chung nhiều cái video nó không được dài cho lắm. À nó tương đối là dài nhưng mà cái nội dung nó cũng không được nhiều cho lắm anh em ạ, bởi vì game cũng tương đối là dài mà. Mua kim anh em, mua kim hết tôi nhá, để đi săn boss là dễ dàng hơn. Đây săn boss mới này. Đấy, có lẽ là video tôi đến đây là kết thúc anh em ạ. Đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với nhau ở cái video khác nhá. Đấy, cảm ơn anh em đã ủng hộ video. Thì anh em đừng quên đăng ký kênh nhá, like và chia sẻ để ủng hộ channel của tôi. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em nhá.